chào mừng các bạn đã đến với video của mình Mình là BTK Minh Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về Đó chính là trải nghiệm một cái peo mới Một cái peo vừa ra với chúng ta Đó chính là cái bình tàng hình cả nhà nhá Không biết là tất cả anh em đã trải nghiệm chưa Bởi vì ở thơ ăn 11 của chúng ta Thì bắt đầu cái peo đó đã được đập rồi anh em ạ Rồi ở trên thơ ăn 13 Thì mắc level nó đang là level 4 cả nhà nhá Hôm nay thì mình cũng vẫn chưa đập đâu cả nhà Hiện tại thì con nhà máy thần chú của mình vẫn đang là nhà máy thần chú cấp 5 thôi Bây giờ thì mình sẽ đưa em nó lên level 6 Cũng là mình trải nghiệm với tất cả các bạn Đó chính là cái peo tàng hình cả nhà nhá Để xem ra là cái peo tàng hình này Cái sức mạnh của nó là gì Cái tác dụng của nó là gì cả nhà ơi Không lòng vòng để anh em phải chờ đợi nữa nhá Lên luôn cả nhà này Mở khóa thần chú tàng hình này Mất 7 hôm Lấy như các bạn đập tay bo cả nhà Còn không thì anh em cường hóa lên cứ thế là lên thôi, hiện tại thì mình vừa lên xong cả nhà ơi Bây giờ mới đang cấp 1 thôi nha Cấp 1 thì tàng hình 3,75 giây Thật ra là cái cấp 1 với lại cái cấp 4 ý Mình cũng được chơi cấp 4 rồi Cái cấp 4 nó sẽ tàng hình 4,25 giây cả nhà nhá Thì các bạn sẽ mất đâu đó Nó rơi vào cỡ tầm khoảng Thì thật ra nhá các bạn nhá Thần chú tàng hình này các bạn này à, Thời gian liệm thần chú này các bạn nhá 3,75 giây với lại cái thời gian mắc của nó đó chính là 4,25 giây Nó không chênh nhau quá nhiều đâu Thật ra là mình mình có cảm giác như là như vậy các bạn nhé Nhưng mà tí nữa thì mình vẫn sẽ cường hóa lên nó mắc cùng với anh em Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trận chiến luôn cả nhà nhá Dạy và đợt này kênh này, youtube của mình có làm thêm tựa game Đó chính là tựa game mà, đó là, là Liên minh tốc chiến huyền thoại Mong tất cả anh em sẽ ủng hộ mình vào tựa game này mới cả nhà nhá và Clash of Clan thì chắc chắn rồi Mình vẫn cứ làm Nhưng mình sẽ làm nhiều hơn Ở trên cái page Chính là Page Facebook anh em Fanpage đấy LMT Gaming Vẫn là LMT Gaming nhá Nếu anh em nào yêu quý mình Thì đừng quên Đó chính là vào Facebook Gõ LMT Gaming Và cho mình xin một follow Ở trên đó các bạn nhá Bây giờ thì Chúng ta sẽ đi trải nghiệm Với lại mình là Thì Mình sẽ đưa em nó lên mắt các bạn nhá Tất cả các kiểu nào đi này Rồi ok Và trận chiến luôn Mình sẽ cường hóa lên Level mắt Cả nhà nhá Mắt của nó đang là level 4 cả nhà Đây các bạn này level 4 này Vâng quẩy luôn anh em nhá Hiện tại bây giờ mới có 3 bình thôi Chúng ta sẽ test trước Đó chính là 3 bình này Để xem rằng là cái sức mạnh nó sẽ như thế nào anh em nhá Rồi chắc chắn là anh em cũng đã được chơi rồi đúng không nào Healer luôn này lơ luôn này Đây cái bình tàng hình này ấy Cái con này rất là hợp lý các bạn nhá À con Queen bắn vào con Queen kìa Con Queen mất hình luôn Con Queen mất hình luôn các bạn nhá Queen nhìn ra phát Vâng, trời ơi, phê không các bạn ơi Tới đây thì chắc chắn rồi Các bạn sẽ có combo quân Đó chính là combo super lựa tướng hoàng gia Chắc chắn rồi Anh em thấy rằng là cái mức độ hiệu quả của nó Úi dồi ơi, tàng hình luôn Trời ơi kìa Rồi, nhưng mà mình có có cảm giác như mình cầm hơi ít cả nhà Nếu như mình cầm nhiều thì là phê chồng cả lỗ lên rồi đúng không nào Rồi, bây giờ thì hơi ít rồi cả nhà rồi, cố lên lựa tướng hoàng gia. Healer thì nhà mình rất là nhiều cả nhà nhá. Nên là không sợ. 13%. Tức là 13% đơn vị phòng thủ cả nhà nhá. Nếu như mà 13 đơn vị phòng thủ này thì chúng ta cứ tính ra là sơ sơ thì nó rơi vào cỡ tầm khoảng 15 đơn vị phòng thủ rồi. 16 đơn vị phòng thủ rồi. Tức là 16 khẩu súng này anh em ạ. Mình chưa bao giờ mình đếm rằng là không biết là một căn nhà 23 mắc thì nó có bao nhiêu khẩu súng cả. <laughs> <laughs> Rồi Kha lông đôi lòng Các kiểu là điểu quá nhá Có lẽ rằng là mình phải bồi lữ tướng hoàng À đại quản giáo vào để cứu em nó phát này thôi Ô lâu đại quản giáo Đứng ở ngoài anh em ạ à. Yêu lơ cố lên nào Yêu lơ, lơ lơ Trời ơi cứu được kìa anh em ơi Nhưng mà bây giờ thì gặp em cứ kinh. kinh 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 29% Như vậy là có đại quản giáo cắt thêm một vài công trình nữa Thì mình nghĩ rằng là nó rơi đâu đó cứ tầm khoảng phần à, trăm Ok Mình sẽ đi về Và mình sẽ làm lại quân hẳn hoi tử tế đầy đủ các kiểu Và chúng ta sẽ sang trận thứ hai luôn nhá Rồi trận thứ hai với combo hủy diệt Đó chính là lựa tướng hoàng gia Kèm với lại peo tàng hình cả nhà nhá Thật ra là con Queen cũng được Nhưng mình vẫn thích lựa tướng hoàng gia hơn Bởi vì cái mức độ lựa tướng hoàng gia đi sâu vào nhà Vào trong rất là tốt cả nhà Mình cứ gặp con nhà nào thì mình dã luôn con nhà đó các bạn nhá rồi đôi rồi, 45 cứ 5 healer thôi các bạn ạ đây nha, trận này mình chơi khô máu vâng có lẽ rằng là mình sẽ cho đại quản giáo đi cùng các bạn nha super đại quản giáo các kiểu nào đi hiểu đấy rồi cứ êm đi nếu mà đã có đại quản giáo thì cho thêm khi nào mà nó xuống máu anh em ạ thì bắt đầu mình cho tàng hình vào khi nào mà mình cảm giác nó nguy hiểm nguy hiểm quá ôi chết rồi mình tàng hình cả tem đội bạn rồi nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá, ôi lại tàng hình trăm đội bạn mất rồi, thôi được rồi, đã thế chơi bịch lộ vào anh em nhá, infloreti các kiểu, á à, ôi, có quân hội cả nhà ơi, có quân hội cả nhà ơi, có quân hội cả nhà nha, thôi chết tôi rồi, tàng hình mất mấy con này rồi, cơ bản nó đứng ở bên dưới này anh em lại không biết làm... ôi, là, ôi ơi làm bao lon thế, thôi 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 thôi, đây 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 đây, tàng hình tàng hình hình tàng hình tàng hình tàng hình tàng hình tàng, hình, tàng hiu lơ đâu hiu lơ đâu hiu đâu hiu đâu hiu 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 nhà còn nhiều hiu hiu nhà còn nhiều hiu còn nhà còn nhiều hiu nhà còn nhiều anh em ơi hiu nhà còn nhiều bút máu tiếp cho nữa ui lấy hoàng ra bay màu hết rồi Ê... mới buồn không người gì lại thôi thì đành queen vậy thật ra là cái bắt đấy mình mình vướng đàn ba lon anh em ạ lém nó hơi khó một tí tí thôi chứ không trận này thì mượt quá rồi trả lời thật ra với anh em là mượt quá rồi con lon này thì không tính tiền rồi anh em ạ đây rồi queen 72 kinh 56 này thì tuổi gì healer book các kiểu ăn đào điểu như thế này thì tuổi gì kinh ơi kinh tuổi gì đúng không ạ rồi bây giờ thì hết các kiểu con đã điểu rồi thì thôi đành queen vào vậy queen vào anh em nhá cắt góc này cắt góc cho queen này rồi queen vào trong nhá cho kinh phế luôn Kinh phế như quả khế luôn Quyên vào trong em Lẹm ra ngoài thế Sao lại cuộc đời ấy? ui sầu đấy Ôi trời ơi Trời ơi Queen ơi Trời ơi thôi 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 Lại lẹm lên đường trên thôi Bỏ qua Trận đấu này quyết định bỏ qua hướng sang cái trận đấu thứ ba à, Tiếp tục trận thứ ba cả nhà nha Trận thứ hai vẫn cứ đen anh em ạ Trận thứ ba có lẽ là trận thứ tư trận thứ năm thôi Ủa ơi ý, rồi Yêu 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 được không cả nhà Yêu được quá chứ nhỉ Rồi tại sao lại không yêu trận này chứ Trận này cố gắng càn quét nhá Trận này mình sẽ không cho thêm đại quản giáo nữa Bởi vì mình nhận ra là ấy, Con đại quản giáo lựa tướng hoàng gia nó hay chạy nhanh lắm cả nhà Nhưng bởi vậy mà nó hay bị mất Mất mục tiêu Rồi ôi kìa Trời tăng hình luôn Đâu đâu ra nhiều Tăng hình yêu lơ có búp không Tăng hình yêu lơ vẫn cứ búp cả nhà nhá Trời ơi Tàng hình luôn Trời ơi Lại tiếp tục tàng hình nữa không cả nhà Ui, ui lại Đèn thế Hôm nay lại gặp lắm quân hội vậy Trời ơi Có khi lại phải tàng hình vắt nữa thôi anh em ạ Đây rồi tàng hình luôn Nhiều lơ búp vào nữa này Nhiều lơ búp vào nữa cả nhà nhá Tiếp tục tàng hình nữa này Rồi ơi Hay quá Hay quá Tàng hình nữa này, mình hoảng hốt các bạn quá Mình lại hoảng hốt các bạn quá Búp 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 Tàng hình luôn à, dài ơi hay à, quá anh em ơi Trời 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 Euler Euler sắp hết Sắp hết đạn anh em ơi Còn nhà chính, còn nhà chính, còn... Trời ơi Bây giờ thì không thể làm gì được nữa anh em ạ à. Đúng chay con này với lại... Uh... <laughs> Bèo, Viếc, các kiểu văn đà điểu Hơi khó xíu xiu Nhưng mà dù sao cũng rất là ok tiếp tục thôi đúng không nào rồi à, lại tiếp tục thôi cả nhà ơi bây giờ thì à, không biết là trận được mấy rồi cả nhà rồi ơi đau đầu con nhà giàu quá đi thôi anh em ơi rồi ô oh, như vậy là trận này mình có hẳn ba lộ anh em ạ à. rồi chơi khô máu luôn cả nhà nhá ba lộ đấy anh em ơi hula búp các kiểu đà điểu này tránh tình trạng tí đài dọc đường lém bình lộ ở đón gió trước này ui đam 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 là hơi lớn đam là lớn đam là hơi lớn rồi, ok, 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 bình bình sẽ tĩnh lại rồi đấy, bình bình bình, ủi đàm lớn lắm anh em ạ, à. đàm lớn lắm, đàm vẫn lớn lắm, thôi 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 thôi, tăng hình tăng hình, hình tăng hình tăng hình tăng, ấy già tạt vào cầu đá của tôi à, sợ invlo một tia thôi, còn đao tia thì không sợ lắm cả nhà nha, rồi, ok rồi, ok rồi, hình tàng vắt nữa này, hình tàng luôn này, hay quá, Búp thêm một hai con invlo nữa, ôi giời Sao cái trận Lào mình cũng đen thế Trời ơi Mấy trận rồi Đen thế đèn ơi là đen anh em ạ à? Rồi ơi Đen quá Đen quá Đen quá Đen quá Đen quá Đen quá Yêu lơ Yêu lơ Yêu lơ Yêu lơ Vào 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 Lơ 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 lơ, 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 lơ. lơ em ơi à. <laughs> Rồi à, Mong muốn Sớm thôi thì chúng ta sẽ có combo là chính là combo super Super tướng Hoàng Gia Nhưng mình nghĩ rằng là nếu như mà cứ đánh kiểu lại thì chắc chắn là sẽ không có Super đội tướng Hoàng Gia rồi Vâng, peo tàng hình của chúng ta thì anh em cũng biết rồi Tàng hình cũng rất chưa là lợi hại đúng không nào Và cái điều đặc biệt nhất đó chính là anh em đừng có lém cái tàng hình này vào nhà phòng thủ các bạn nhé Bởi vì nó sẽ tàng hình luôn cả phòng thủ đó anh em ơi Ok thì hôm nay video cho Ok thì hôm nay video test vui của mình cũng tạm dừng tại đây hẹn cả nhà vào những video lần sau cả nhà nha chúc cả nhà có một uh, ngày mới vui vẻ để ấm với gia đình và người thân đừng quên đó chính là cho mình xin lời like là chia sẻ và những là đăng ký kênh giờ tí xin chào như hẹn gặp lại tất cả các bạn